Bản tin thể thao xin kính chào quý vị và các bạn. Báo Thái lo cái dớp 10 năm khiến đội tuyển quốc gia lại thua trước Việt Nam. Trước thềm AFF Cup 2018, báo Thái Lan e ngại cái dớp 10 năm đã khiến đội tuyển quốc gia Thái Lan thất bại khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Các đội bóng Đông Nam Á đang ngày một tiến bộ, đáng kể phải đến là Indonesia, Campuchia hay thậm chí là Lào. Tuy nhiên, tại AFF Cup 2018, các chuyên gia nhận định cuộc đua vô địch vẫn là của Thái Lan và Việt Nam. Trước thềm giải đấu này, trang ASEAN Football Thái Lan, phiên bản tiếng Thái đã chỉ ra cái dớp 10 năm và họ e ngại đội tuyển quốc gia nước này sẽ lại thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Họ phân tích rằng tại AFF Cup 1998, đội tuyển Thái Lan vắng 4 trụ cột là thủ môn Wat Charabong Somjit, hậu vệ Dusit Chalaman, tiền vệ Toktawan Riban và tiền đạo chủ lực Kiatisuk Senamua. Trong đó, thủ môn Wat Charabong qua đời vì bệnh ung thư. Những cái tên còn lại dính chấn thương. Tại bán kết giải đấu năm đó, Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết, chúng ta đã giành chiến thắng đậm đà 3-0. Và 10 năm sau đó, tại AFF Cup 2008, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ở chung kết để lên ngôi vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Báo Thái Lan lo ngại sau 10 năm tiếp theo, Việt Nam sẽ lại một lần nữa vượt qua họ để lên ngôi vô địch AFF Cup năm 2018 này. Đáng chú ý hơn, ở giải đấu năm nay, Thái Lan cũng vắng 4 trụ cột, đó là thủ môn Kawin, hậu vệ Thirathong, tiền vệ Chanathip hay còn gọi là Messi Thái và tiền đạo Tirasip Tanda. Cả 4 cái tên này đều đang thi đấu ở nước ngoài. Họ không thể về góp sức cho đội tuyển quốc gia Thái Lan tại AFF Cup năm nay. Có một sự trùng hợp khiến báo Thái Lan càng lo lắng hơn, đó là 4 vị trí trụ cột vắng mặt của đội tuyển Thái Lan năm 1998 và năm 2018 đều trùng nhau. Trong đó có một thủ môn, một hậu vệ, một tiền vệ và một tiền đạo. Theo kết quả bốc thăm ở AFF Cup 2018, Thái Lan và Việt Nam nằm khác bảng đấu. Vậy nên hai đội hoàn toàn có thể gặp nhau tại bán kết hoặc chung kết của giải đấu này. Đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ cần phải có những sự thay đổi mang tính vượt bậc nếu muốn bảo vệ ngôi vương tại AFF Cup 2018 này. Như đã biết, Thái Lan sẽ dự AFF Cup 2018 mà không có sự phục vụ của 4 trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài. Như các bạn đã biết là Chanathip Songrasin, Tirasip Nangda, Thirathong Bunmathan và Kawin Thamsachaman. 3 cái tên đầu tiên đang thi đấu ở Nhật Bản. Còn thủ môn số 1 của đội tuyển quốc gia Thái Lan thì bắt cho một câu lạc bộ của Bỉ. Xét về những cái tên này, có thể thấy vị trí thủ môn của Kawin Thamsachaman không khiến Thái Lan lo lắng. Ở cấp độ trẻ, họ có thủ môn đầy tài năng Non Mungam, người đang thể hiện rất tốt trong màu áo U23 Thái Lan và câu lạc bộ Polis Telo. Tương tự, những Narubadin và Chitian Đỗ sẽ là những cầu thủ hoàn hảo để thay thế cho Thinathon Bunathan ở hai hành lang cánh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của nhà thiết kế Chanathip Songrasin và cây săn bàn chủ lực Tirasip Nangda sẽ gây ra những khó khăn lớn. Trên thực tế, bóng đá Thái Lan đang thiếu đi những tiền đạo giỏi là một sát thủ thực thụ như Nangda. Năm 2016, huấn luyện viên Kiatisuk cho ra mắt chàng tiền đạo khổng lồ Sirop Chathong, người khi đó còn đá ở hạng nhất Thái Lan. Anh thi đấu ấn tượng, là một tòa tháp trong khung thành đối phương. Tuy nhiên, đây là một tiền đạo không giỏi ghi bàn. Trong màu áo Mường Thông và PT Prachat ở hai mùa giải gần nhất, anh không ghi một bàn thắng nào tại Thái League. Tương tự ở Thái League, các tiền đạo nội cũng không thể lọt vào top 15 chân sút xuất sắc nhất giải. Tính tới thời điểm cuối tháng 9 2018 này, cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất tại Thái League là Sumaja Burisai, một tiền vệ công được hưởng lợi từ những tiền đạo nước ngoài của Bangkok United. Thiếu vắng Nangda, những cái tên khả dĩ nhất có thể được triệu tập cho vị trí tiền đạo cắm có thể là Sirop Chathong, Mongko Tosalai, Chanawat Sinawang hay thậm chí là chân sút gạo cội Tirithep Winothai. Tất cả những cái tên kể trên đều không phải là sát thủ đang có phong độ tốt, nếu không muốn nói họ đã chủ yếu đá dự bị hoặc tiền vệ ở cấp câu lạc bộ. Còn với Chanathip Songrasin thì khỏi nói, đây là tiền vệ đẳng cấp nhất Đông Nam Á và sự thiếu vắng cầu thủ này rõ ràng sẽ khiến đội tuyển Thái Lan yếu đi rất nhiều. Những Borao, Anand hay Charichaput rõ ràng không thể thay thế tiền vệ đang thi đấu cho Saburo này. Mạnh hàng thủ và tiền vệ, nhưng Thái Lan đang thiếu đi những tiền đạo xuất sắc của mình tại AFF Cup sắp tới. Rất có thể tại giải Đông Nam Á sắp tới, Thái Lan sẽ chỉ như những chú hổ mất nanh. Bản tin đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại ở chia sẻ tiếp theo. Trân trọng kính chào.